Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2015. Quảng Bình sẵn sàng cho năm học mới. Nông dân các địa phương trong tỉnh thu hoạch được trên 50% diện tích lúa vụ hè thu. Bồi lấp nghiêm trọng tại cửa biển sông Ròn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 3 tháng 9 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. 8 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mặc dù triển khai thực hiện vụ hè thu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng, nhưng diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp vẫn đạt trên 30.000 ha, bằng 97,4% so với cùng kỳ. Đến nay, cả diện tích lúa tái sinh đã cơ bản được thu hoạch xong. Một số địa phương trong tỉnh đang triển khai thu hoạch lúa hè thu. Chăn nuôi phát triển ổn định. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh gia súc gia cầm được khống chế có hiệu quả. Xu hướng chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại phát triển. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ không ổn định, giá bán sản phẩm thấp nên việc đầu tư mở rộng quy mô tổng đàn còn chậm. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đến cuối năm 2015 có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất thủy sản tiếp tục phát huy thế mạnh của ngành kinh tế mũi nhọn. Sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm đạt trên 48.000 tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng khá, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 1.736 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Điểm nhấn trong hoạt động du lịch trong 8 tháng đầu năm là tỉnh vừa tổ chức thành công lễ đóng băng của UNESCO công nhận vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai theo hai tiêu chí mới và tổ chức lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015. 8 tháng đầu năm, số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt 2,3 triệu lượt, tăng 64% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các thỏa thuận hợp tác đầu tư. Tỉnh vừa phối hợp với BIDV Việt Nam, Tổng cục Du lịch và Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch vào Quảng Bình. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 9 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Cả lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh cơ bản ổn định và được giữ vững. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng còn lại của năm 2015. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài ghi nhận những kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Quảng Bình trong 8 tháng đầu năm. Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý. Về nông nghiệp và phát triển nông thôn, thì tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp thì có cái tập trung để mà chỉ đạo là cái thu hoạch vụ hè thu là đảm bảo là trước mùa mưa bão, và đồng thời là thực hiện là đầy đủ các cái chính sách để hỗ trợ cho ngư dân trong vấn đề là đánh bắt là vùng biển xa, và trong đó đặc biệt cụ thể là tiếp tục là thực hiện cái quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ ngư dân trong vấn đề là đóng tàu lớn theo cái nghị định 67 của Chính phủ. Và hiện nay thì là chưa phải là mùa mưa, thì do vậy là tập trung để mà chỉ đạo vấn đề mà phòng cháy và chữa cháy rừng. Thì vừa rồi là xảy ra một số nơi, tuy là chưa phải là lớn nhưng mà không thể là chủ quan được, bởi vì cái tỷ lệ mà đồ cháy phủ rừng của tỉnh mình là một trong những tỉnh đứng đầu toàn quốc, rừng nhiều cho nên phải chú ý hết sức vấn đề là bảo vệ rừng và chủ động để mà chỉ đạo trong vấn đề là phòng chống lụt bão. Qua cả cái đợt mà lụt bão thì chúng ta phải tập một điều rằng là nơi nào mà có cái chủ động tốt thì nơi đó thiệt hại rất thấp, mà nơi nào chủ quan là thiệt hại cao, mà cái này là đương nhiên rồi. Thì tôi đề nghị là các ngành mà đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Nông thôn là có cái chỉ đạo đôn đốc nhắc nhở để người dân của từng cơ quan có cái chủ động trong vấn đề là phòng chống lụt bão. Vừa rồi thì trong lĩnh vực nông nghiệp là mình làm được một số mô hình tốt,
đặc biệt là cái chuyển đổi là cái vùng lúa mà năng suất thấp này, vùng sản xuất lúa hiệu quả thấp này sang cây trồng khác, thì tôi đề nghị Sở Nông nghiệp là có cái tổ chức một cái hội thảo để từ đó để mà khuyên cáo, từ đó để đưa ra chủ trương mới để kiên quyết chỉ đạo trong vấn đề là chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, trong trồng trọt, mà cụ thể là chuyển là một số diện tích mà lúa mà năng suất thấp rồi là hiệu quả không cao thì sang cái trồng khác. Trong chăn nuôi thì báo cáo chỉ chăn nuôi hiện nay mình nên là cái quá trình mà thực hiện cái chương trình lái xin là mình làm tốt. Tuy nhiên bây giờ cái lái xin là phải theo hướng khác. Đấy, vừa rồi lái xin là bò dê bù thì hàm lượng nạc là hàm lượng tức là chất lượng là thịt là tốt. Thì bây giờ là chất lượng là người ta là bò Úc, mà bản chất là bò bà đạt mán. Cái bà đạt mán là một cái giống bò tốt. Thì tôi đề nghị Sở là có cái chuyển đổi. Và đồng thời hiện nay là có nhiều nhà đầu tư và đến đây để xin đầu tư là nuôi bò chất lượng cao, mà cụ thể là bò Nhật. Đó. Thì tôi đề nghị Sở Nông nghiệp là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư để mà triển khai. Về công nghiệp và thương mại thì tiếp tục để mà giúp cho các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là vấn đề là cái tiêu thụ sản phẩm. Thì tôi đề nghị các ngành là có liên quan là phối hợp chặt chẽ về chủ đầu tư để mà triển khai các dự án để đảm bảo có hiệu quả. Trong đó ngoài những dự án mà đi vào sản xuất rồi á, thì tôi đề nghị là tập trung để mà chỉ đạo các dự án đã cấp phép đầu tư, rồi các dự án mà đang làm để mà khẩn trương để mà đưa các dự án đi vào sử dụng. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cũng nhấn mạnh về một số giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả cả chỉ tiêu chủ yếu về giáo dục, y tế, an toàn giao thông, an sinh xã hội, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo. Hôm nay ngày 3 tháng 9, thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 77 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Trong 5 năm qua, nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng, nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã cơ bản được giữ vững ổn định, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được ba ngành công an, quân sự, biên phòng phối hợp chặt chẽ. Trong 5 năm đã triệt phá 5 ổ nhóm với 37 đối tượng hình sự và ma túy, còi hỏi răn đe trên 2.300 lượt đối tượng, bắt giữ 7 vụ tàng trữ sử dụng pháo nổ, 3 vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, cả lực lượng đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cả dịp lễ Tết. Công tác quản lý bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng biển vùng trời được triển khai đồng bộ, thường xuyên duy trì tốt công tác tuần tra trên biển và bờ biển. Qua đó đã phối hợp xử lý 6 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển. Làm tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia và nhiệm vụ quốc phòng. Thời gian tới, ba ngành công an, quân sự, biên phòng tiếp tục tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình trên địa bàn, làm tổ chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng các phương án giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong việc giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thị xã đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong 5 năm qua. Thực hiện chiến dịch giọt máu hồng hè 2015, Hội chữ thập đỏ huyện Quảng Trạch vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2. Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội hiến máu tình nguyện của huyện Quảng Trạch đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên thanh niên và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Trong đợt hiến máu này, huyện Quảng Trạch được giao chỉ tiêu 150 đơn vị máu. Tuy nhiên, nhờ làm tổ công tác tuyên truyền vận động nên số lượng người đến tham gia hiến máu vượt chỉ tiêu. Qua khám sàng lọc, có gần 500 người tình nguyện hiến máu và đã thu được 276 đơn vị máu. Vừa qua tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội thi Nón lá làng Quy Hầu lần thứ nhất năm 2015. Đây là hoạt động góp phần gìn giữ và phát huy làng nghề nón lá truyền thống. Hội thi nón lá truyền thống thu hút sự tham gia của 40 thí sinh là những hạt nhân tiêu biểu ở các làng nghề truyền thống. Mỗi thí sinh phải trải qua 4 phần thi là vọt vênh, xây nón, chăm nón, nức nón trang trí. Hội thi nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của làng nghề truyền thống để góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, xóa đói giảm nghèo. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và nhiều giải khuyến khích cho các thí sinh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 năm 2015, cùng với học sinh trong cả nước, hàng trăm ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ chính thức bước vào khai giảng năm học mới 2015-2016. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở các địa phương đã hoàn tất. Với những kết quả và thành tích đạt được qua hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, bước sang năm học này, ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình sẽ có những bước phát triển mới, nhất là về phương pháp dạy học, chấm điểm cũng như đổi mới thi cử, với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm học mới. Mặc dù các trường học trên địa bàn đã bắt đầu tổ chức dạy và học gần 3 tuần nay, nhưng không khí của ngày khai giảng thì ai ai cũng hào hứng mong chờ. Sau 3 tháng nghỉ hè thì em được gặp lại cô, gặp bạn, được đến trường, đến lớp, được vui chơi, được học hành thì em rất là vui. Bước vào năm học mới này thì em sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng thầy cô giáo và ba mẹ. Không như mọi năm, lễ khai giảng năm nay sẽ được tổ chức ngắn gọn, ý nghĩa, tiết kiệm theo như chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo. Nội dung lễ khai giảng sẽ được tổ chức với hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng với các hoạt động chính như chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới. Còn phần lớn thời gian được dành cho phần hội như thả bóng bay, biểu diễn dân vũ. Với cách tổ chức như thế sẽ tạo cho các em học sinh không khí vui tươi phấn khởi trước năm học mới, để ngày khai giảng thực sự là ngày hội đến trường của học sinh. Để chuẩn bị cho cái ngày khai giảng năm học 2015-2016 thì nhà trường đã chuẩn bị khá đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để phục vụ cho công tác dạy học của giáo viên và học sinh. Riêng về cái khâu luyện tập khai giảng thì năm nay theo cái chỉ đạo của ngành thì nhà trường đã giảm bớt các cái nội dung tập luyện, do về cái thời gian tập luyện của các em rất là ít, mà chỉ tập trung vào các cái hoạt động tập thể để tạo cho các em có cái niềm vui và niềm phấn khởi khi bước vào năm học mới. Tại một số trường học vùng cao, thầy và trò cũng đang từng bước khắc phục khó khăn về trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trước thêm năm học mới. Trong đó, việc vận động học sinh trong độ tuổi đến lớp được đặc biệt quan tâm để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em đến trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã chủ động thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục với những công việc cụ thể thiết thực, trong đó huy động phụ huynh đóng góp ngày công và kinh phí để sửa chữa, trang trí lớp học theo mô hình trường học mới, tổ chức quét dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên nhà trường. Cùng với đó, nhiều tổ chức, cơ quan, ban ngành cũng đã có nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ tiếp sức học sinh đến trường. Phụ huynh chúng tôi phối kết hợp với nhà trường là đã xây dựng trong cái khuôn viên nhà trường có những cái hàng rào rồi đường đi lối lại, rồi đổ sẵn bê tông cho học sinh chào cờ, và đặc biệt là xây dựng những cái bồn hoa cây cảnh, rồi là xây dựng cái cơ sở vật chất trong cái lớp học để được học sinh đảm bảo trong năm học mới ạ. Từ năm học mới này á thì nhà trường cũng tăng cường cái công tác xã hội hóa giáo dục để làm sao đó là tuyên truyền vận động học sinh đến lớp đúng và đủ để làm tốt công tác phổ cập ở trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có 613 trường học và cơ sở giáo dục với hơn 200.000 học sinh và trên 13.000 giáo viên đứng lớp. Đến nay, đã có 279 trên 586 trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ngay trước thêm năm học mới, để thuận lợi cho công tác quản lý thu chi tài chính, chấm dứt tình trạng làm thu trong các cơ sở giáo dục công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cũng đã có công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2015-2016, yêu cầu các phòng giáo dục và các trường học thực hiện nghiêm túc, đồng thời phổ biến đến giáo viên, cha mẹ học sinh biết và thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình hướng đến trong năm học mới này đó là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Vừa qua thì chúng ta đã hoàn thành cơ bản 18 chỉ tiêu giáo dục, trong đó chúng ta có 11 chỉ tiêu là hoàn thành xuất sắc và được Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Và như vậy thì trên tinh thần đó chúng ta phải duy trì và củng cố
cho được cái hệ thống giáo dục của chúng ta theo quy hoạch, và đặc biệt đó là giảm nhanh các cái điểm trường, đặc biệt đối với mầm non và tiểu học. Hai là tổ chức bồi dưỡng và tập huấn cho giáo viên trong dịp hè và thời gian đầu của năm học mới. Năm nay thì theo chỉ đạo của chính phủ, chúng ta tổ chức một cái đợt khai giảng là nó gần gũi với học sinh, thân thiện, tạo những cái điều kiện tự nhiên tốt nhất cho các em, và nhẹ nhàng, hồ hởi, phấn khởi. Vậy chúng ta cũng có những cải tiến nhất định trong tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Với sự chuẩn bị chú đáo, chúng ta chờ đợi ngày toàn dân đưa trẻ đến trường sẽ diễn ra tốt đẹp và thực sự ý nghĩa. Đến năm học mới tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, tất cả vì học sinh thân yêu. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Nông dân các địa phương trong tỉnh thu hoạch được trên 50% diện tích lúa vụ hè thu. Bồi lấp nghiêm trọng tại cửa biển sông Ròn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, đến nay bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được trên 7.600 ha lúa vụ hè thu, đạt 54% diện tích. Trong vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 14.000 ha lúa với cơ cấu các bộ giống chủ lực gồm HT1, PC6, SV181. Trong đó giống chất lượng chiếm gần 86% diện tích. Mặc dù đầu vụ thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài, nhưng cả địa phương đã kịp thời thực hiện các biện pháp khắc phục hạn hán và đẩy mạnh việc sử dụng các giống lúa ngắn ngay chất lượng cao. Nhờ vậy, vụ hè thu năm nay cơ bản Quảng Bình tiếp tục được mùa lúa. Dự ước năng suất bình quân đạt gần 49 tạ một hecta, đạt 110% so với kế hoạch. Sản lượng đạt gần 68.600 tấn. Dự kiến từ nay đến giữa tháng 9, cả địa phương sẽ hoàn thành thu hoạch lúa hè thu. Vừa qua, huyện Bố Trạch đã tổ chức thẩm định năng lực tài chính cũng như một số điều kiện cần thiết để hỗ trợ ngư dân vay vốn đồng mời cải hoán tàu thuyền vươn khơi bám biển theo nghị định số 67 của chính phủ. Trong đợt thẩm định này, toàn huyện Bố Trạch có 11 hộ đăng ký tham gia vay vốn để đồng mời các tàu vỏ gỗ có công suất từ 400 cv đến 900 cv. Đây là đợt thứ 3 trong năm 2015 huyện Bố Trạch tiến hành thẩm định năng lực tài chính để hỗ trợ ngư dân vay vốn. Trong hai đợt đầu, Bố Trạch đã thẩm định được 6 hộ có điều kiện vay vốn để đồng mời tàu thuyền. Dự kiến đợt thứ 4 sẽ được triển khai ngay trong tháng 9 này. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo cả đơn vị đẩy nhanh cả thủ tục nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm được vay vốn để đồng mời tàu thuyền, kịp thời ra khơi phù chính đầu năm 2016. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, xã Quảng Thủy, huyện Quảng Trạch đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí. Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Thủy đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát huy nguồn lực, hiến đất, hiến tài sản. Đến nay, xã Quảng Thủy đã đạt 8/19 tiêu chí, đó là quy hoạch, điền, bưu điền, giáo dục, thủy lợi, tổ chức chính trị, an ninh trật tự xã hội và nhà ở. Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Thủy là đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi một người dân đối với chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 4 năm thực hiện, nhân dân đã tự nguyện đóng góp hơn 1 tỷ đồng để bê tông hóa kênh mương nội đồng, phục vụ hoạt động sản xuất. Hiện trên địa bàn xã Quảng Thủy không còn nhà tạm, nhà rột nát, thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14%. Từ năm 2010 đến nay, được sự hỗ trợ của dự án xây dựng kè chắn sóng, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch đã triển khai xây dựng kiên cố được gần 3 km trên 6 km tuyến đê dọc sông Loan. 3 km còn lại do chưa được xây dựng nên đang phải đối mặt với tình trạng sỏi lở và xâm thực nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là khi mùa mưa lũ đang cận kề. Do địa hình nằm giữa hai nhánh của sông Loan hay còn gọi là sông Ron, nên mỗi mùa mưa bão, nước thượng nguồn đổ về cùng với việc hồ chứa nước vực tròn và sông Thai xả lũ, người dân vùng giữa ở xã Quảng Kim thường xuyên phải chịu cảnh lũ lụt. Từ năm 2000 trở về trước, khi những tuyến đê đi qua địa bàn xã chưa được kiên cố hóa, thì những cánh rừng chắn sóng với các loài cây như đước, vẹt, sú chính là bức bình phong chắn sóng đắc lực giúp người dân địa phương chống chọi với những cơn bão lụt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện tích rừng ngập mặn của địa phương đã bị mất dần. Bên cạnh đó, nhiều đoạn sông chưa được đầu tư xây dựng kè chắn sóng, nên tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra, đe dọa đến diện tích đất sản xuất của người dân. Trước thực tế đó, hàng năm địa phương đã vận động đoàn viên thanh niên, hội cựu chiến binh xã trồng cây chắn sóng. Nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan nên số cây sống không nhiều. Xã Quảng Kim
cũng đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này. Tuy nhiên đến nay chưa có phương án giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, việc tìm giải pháp để giải quyết thực trạng cửa sông Ròn nằm trên địa bàn hai xã Cảnh Dương và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch bị bồi lấp nghiêm trọng đã được chính quyền các cấp từ xã, huyện tới tỉnh quan tâm. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một giải pháp nào thực sự hiệu quả. Hơn 500 tàu thuyền của ngư dân hai xã trên đang phải đối mặt với những khó khăn vì thiếu nơi neo đậu, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến. Tình trạng cửa sông Ròn bị càn đã xảy ra từ 3 đến 4 năm nay. Càn đánh mức những đứa trẻ có thể đi bộ từ bên này sông qua bên kia sông như thế này. Theo những người dân ở đây, trong vòng 2 năm nay, trên địa bàn hai xã Quảng Phú và Cảnh Dương đã xảy ra trên 50 vụ tàu cá của ngư dân bị mắc càn, gãy chân vịt hay vỡ màn tàu khi ra vào cửa sông Ròn. Tình trạng bồi lắng diễn ra nghiêm trọng ở cửa sông Ròn như vậy gây nhiều khó khăn cho ngư dân trong vận chuyển hải sản vào bờ, làm giảm đáng kể nguồn thu nhập từ đánh bắt hải sản. Trong hiện trạng vừa rồi là lật Ròn, nói chung thì hiện bây giờ nó đã cạn kiệt. Nó làm ảnh hưởng rất lớn cho cái đời sống của hàng ngày mà nếu theo cái lịch trình đi biển thì hôm nay nhẽ ra ta ra hôm nay, nhưng với lý do là lạch cạn ra không được nên làm thêm giảm thời gian là bương biển, có thể là giảm 2-3 ngày, thậm chí là vì ảnh hưởng tài sản là va chạm rồi gãy chung vì trời gãy trục rồi ảnh hưởng phá sản rồi ở lại, thành ra nói chung là cơ bản là thiệt thòi về kinh tế và cái ngày sản xuất không được là duy trì. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ tình trạng cát càng ngày càng bồi lấp mạnh và thay đổi luồng lạch là do thời tiết diễn biến bất thường trong những năm trở lại đây. Trước đây, lưu lượng dòng chảy của sông Ròn rất mạnh nên có thể đẩy cát tuôn ra biển. Nhưng những năm gần đây, nước sông không dâng cao chảy xiết như trước nữa. Vì vậy, cát ngưng tụ và bồi lấp ngay tại cửa biển. Trước thực trạng trên, người dân địa phương đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp, các ngành liên quan để có phương án đầu tư nạo vét và khai thông luồng lạch. Nhưng cho đến nay, kiến nghị đề xuất của người dân vẫn chưa trở thành hiện thực. Mùa mưa bão đang đến gần, hàng trăm ngư dân Cảnh Dương, Quảng Phú lại thêm một mùa nữa thấp thỏm, lo âu bởi tình trạng bồi lắng nơi cửa sông Ròn luôn là ẩn họa, đe dọa tới an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân. Thưa quý vị, hiện nay độ sâu mực nước ở cửa lạch sông Ròn mới chỉ đạt được khoảng 60 cm, tức là mới chỉ đạt được một nửa so với mức quy định đủ để tàu thuyền ra vào, đó là từ 1,2 đến 1,4 m. Thậm chí để ra vào cửa lạch, bà con phải di chuyển bằng thuyền thúng. Đối với một địa phương có đến 70% người dân làm trong lĩnh vực ngư nghiệp như ở Cảnh Dương, thì việc nạo vét khơi thông cửa lạch để tàu thuyền lưu thông dễ dàng là một vấn đề cấp bách hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Tiếp theo sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 35 độ.